Chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là hướng dẫn mọi người là đổi cái mã rút tiền của cái thẻ ngân hàng Vietcombank nhé mọi người nhé. Cái mã 6 số mà khi chúng ta ra cây ATM chúng ta sẽ dùng đến khi mà chúng ta dùng thẻ rút tiền nhé mọi người nhé. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là chúng ta đổi trực tiếp trên cái ứng dụng Vietcombank luôn và chúng ta không cần phải ra cây ATM nữa. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái ứng dụng là Vietcombank của các bạn nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ điền mật khẩu và đăng nhập vào. Rồi, mình sẽ ấn vào đăng nhập này. Đó, sau khi đăng nhập vào ứng dụng Vietcom, các bạn sẽ kéo xuống và chúng ta chọn đến cái phần dịch vụ của thẻ nhé. Đây, ở cái phần dịch vụ của thẻ thì các bạn sẽ kích vào cái phần dịch vụ thẻ khác cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ có cái phần là tạo mới hoặc là đổi mã pin thì chúng ta kích vào cái phần tạo mới và đổi mã pin. Rồi, các bạn lưu ý nhé, chỉ tạo mới và đổi mã pin với các thẻ là đang hoạt động. Ví dụ như mình, cái thẻ Vietcombank của mình ấy là vừa mới lấy hoặc là các bạn là vừa mới lấy xong mà chúng ta chưa kích hoạt thẻ. Có nghĩa là chúng ta phải kích hoạt thẻ này để cho nó hoạt động đã. Thì mình có một cái video là chúng ta kích hoạt thẻ cũng tại ở nhà và trên cái ứng dụng Vietcombank luôn và chúng ta không cần ra cây ATM để chúng ta kích hoạt nhé. Thì mình sẽ để cái link video hướng dẫn ở bên dưới để cho các bạn nào mà chưa kích hoạt thẻ của chúng ta thì chúng ta xem cái video đấy nhé. Rồi, tiếp theo ở cái phần là thông tin loại thẻ này thì chúng ta sẽ kích vào. Ví dụ như của các bạn là thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ thì chúng ta sẽ ghi vào nhé. Ở đây của mình là thẻ ghi nợ, mình sẽ kích vào thẻ ghi nợ này. Rồi, hiện ra đúng cái số thẻ của mình thì mình sẽ ấn vào cái phần tạo mã pin mới. Đây, mình sẽ điền cái mã pin mới của mình vào nhé. Ở dưới này cũng là nhập lại mã pin thì chúng ta cũng điền giống như bên trên nhé. Rồi, ok, sau khi điền cái mã số 6 số thì các bạn ấn vào phần là tôi đồng ý này và chúng ta ấn vào tiếp tục nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tiếp theo là chọn cái phần là xác nhận nhé. Đó, lúc này sẽ có một cái mã OTP, nó sẽ gửi về cái số điện thoại của các bạn. Đây. Rồi, chúng ta điền cái mã vào, chúng ta ấn vào phần xác nhận này. Đó. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã đổi cái mã pin thành công cho chiếc thẻ này nhé mọi người nhé. Đó, thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký và chia sẻ video giúp mình. Còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.